Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Sau một ngày học tập lao động vất vả, thì nhiều game thủ sẽ thường tìm đến cho mình những tựa game có tính giải trí cao để có thể khuây khỏa. Và thường thì những tựa game này sẽ chủ yếu thuộc những thể loại thịnh hành như là hành động bắn súng hoặc là đấu trường trực tuyến như người chơi. Tuy nhiên, ngoài hai thể loại thịnh hành trên, thì thể loại nhập vai thế giới mở cũng rất được nhiều người chơi tìm tới để giải tỏa sự mệt mỏi. Thường thì trong những tựa game thuộc thể loại này sẽ cho phép bạn làm hầu hết những điều mà bạn muốn và thường nhắm đến yếu tố là tận hưởng. Vậy hôm nay hãy cùng FK Mobi điểm qua top 7 tựa game mobile nhập vai thế giới mở cho bạn vui sống tự do tự tại trong bài viết này. Dragon and Her Mobile. Dragon and Her Mobile là tựa game MMORPG thế giới mở, nên người chơi thoải mái lựa chọn cách trải nghiệm của riêng mình. Bạn có thể vào vai nhà thám hiểm dũng cảm hoặc trở thành nông dân và tận hưởng cuộc sống nông thôn yên bình trồng cây cho thú cưng ăn. Bên cạnh đó, người chơi sẽ được thu thập vật liệu đi mỏ săn bắn câu cá trong khi sinh tồn chống lại sự khắc nghiệt từ thời tiết. Đừng quên lập nhóm với bạn bè của mình và bắt đầu những cuộc phiêu lưu gặp gỡ với những người bạn mới trên những cuộc hành trình thú vị. Pocket Sandbox Legend. Pocket Sandbox Legend là tựa game thuộc thể loại nhập vai mô phỏng sandbox do Pocket Buy Game phát hành. Game lấy bối cảnh tại Marini, một thế giới rộng lớn đầy bí ẩn đang bị chiếm hữu bởi một thế lực ma thuật đen tối. Tại đây bạn sẽ được khám phá Marini và những bí mật đang ẩn giấu sâu trong nó, đồng thời xây dựng được một ngôi làng mới. Trò chơi sở hữu nền đồ họa 3D trong cách hoạt hình cùng với nền màu sắc tươi sáng và tạo hình nhân vật hết sức đáng yêu. Tower of Fantasy. Tower of Fantasy là tựa game nhập vai hành động thế giới mở do Level Infinite và Tencent phát hành. Trò chơi có nhiều nét tương đồng với Genshin Impact. Tại đây, người chơi sẽ được tự do khám phá một thế giới viễn tưởng hậu tận thế để những con quái vật nguy hiểm cũng như những cỗ máy khổng lồ. Game sở hữu hệ thống chiến đấu đậm chất hành động nhịp độ nhanh, cho phép bạn tạo phong cách chiến đấu riêng bằng cách thay đổi vũ khí và lối chơi bất cứ lúc nào. Sẽ có vô vàn NPC xuất hiện trong thế giới rộng lớn của trò chơi. Game thủ có thể tương tác với họ để nhận nhiệm vụ, mua bán, trao đổi hoặc khám phá thêm về cốt truyện. Revolution Thiên Dụ. Revolution Thiên Dụ là bản game di động chủ đề fantasy đình đám của NetEase, được VNG đại diện phát hành nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đồ họa 3D của game đẹp miễn bàn từ bối cảnh tạo hình nhân vật chuyển động cho đến hiệu ứng tương tác chiến đấu đều rất công phu, chân thực đến từng chi tiết. Trò chơi mang đến hệ thống lớp nhân vật đa dạng, mỗi lớp đều có các hướng nghề phát triển khác nhau, giúp bạn tự do định hình lối chơi theo ý mình. Tính năng PK cũng được chú trọng cho người chơi thỏa sức thể hiện kỹ năng cá nhân, khẳng định bản thân trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt. Dauntless. Dauntless là tựa game nhập vai phiêu lưu thế giới mở dưới góc nhìn thứ ba. Trò chơi có đồ họa 3D tuyệt đẹp và vô cùng sắc nét, với cảnh quan thế giới rất kỳ diệu và vô cùng rộng lớn cho game thủ thỏa sức khám phá. Khởi đầu game, người chơi có thể tùy chọn giới tính và ngoại hình nhân vật như là khuôn mặt, kiểu tóc, màu tóc và màu da, rồi sau đó là đặt tên. Một vùng đất cổ kính đang ngủ im trong nhiều thế kỷ, đến chờ được bạn đánh thức và khám phá ra những câu chuyện cổ được ẩn sâu trong nó. Nhưng hãy cẩn thận vì xung quanh bạn sẽ luôn có những mối nguy hiểm tiềm tàng bởi vì một thế lực bóng tối đang xâm chiếm vùng đất này. Khi đó, game thủ cũng sẽ kiên luôn nhiệm vụ là mau chóng tìm ra và đánh bại thế lực bóng tối trước khi nó nhấn chìm toàn bộ vùng đất thánh. Vice Online. Vice Online là tựa game hành động nhập vai mô phỏng thế giới mở nhiều người chơi, được phát hành bởi công ty Starvy Game Ltd. Theo đó, các bối cảnh trong game được mô phỏng từ những thành phố nổi tiếng của Mỹ như là Los Angeles hoặc là Miami, New York. Bên cạnh đó, trong trò chơi này, bạn sẽ có thể lựa chọn làm nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền như làm xã hội đen, doanh nhân, tài xế taxi. Với số tiền kiếm được, chúng có thể được dùng để mua các loại xe cộ, trang phục, vũ khí, áo giáp, vật phẩm bổ trợ để người chơi sử dụng. One Stay.
Wednesday MMORPG Sandbox là tựa game hành động mô phỏng trực tuyến như người chơi, được phát hành bởi Chillbase. Tham gia vào game, người chơi sẽ có thể làm bất cứ điều gì mà mình mong muốn trong một thế giới rộng lớn mà không bị giới hạn gì cả, và sẽ được khám phá thế giới mở rộng lớn cùng với bạn bè của mình và những người chơi khác với chế độ trực tuyến của trò chơi. Bắt đầu game, sau khi khởi tạo nhân vật của mình xong thì bạn sẽ được phát cho số tiền là 10.000 đô, xem như là số tiền khởi nghiệp. Game thủ sẽ có thể lựa chọn một trong nhiều ngành nghề khác nhau để kiếm tiền, như là bác sĩ, cảnh sát hoặc thậm chí là xã hội đen. Mỗi nghề nghiệp đều có mức lương khác nhau và từ số tiền kiếm được bạn có thể mua trang phục, vũ khí, xe cộ và nâng cấp chúng lên. Chỉ độc quyền ở FK Mobile, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.